Kính bạch sư Hạnh Tuệ và sư Tuệ Tường, cho con hỏi, trong kinh Đại Bát Niết Bàn có câu này Ananda: hôm nay tại điện thờ Chapala, Như Lai chánh niệm tỉnh giác từ bỏ thọ hành, không duy trì mạng sống lâu hơn nữa. Xin sư giải thích thêm từ bỏ thọ hành là sao? Thọ ở đây có phải là Vedana và hành có phải là Sankhara không? Thứ nhất á, là khi mà mình chép kinh, mình chép làm kinh viết làm sao thì mình chép y chang như vậy. Đừng có tự ý thêm chỗ này thêm chỗ kia khi mà mình không hiểu. Ở đây tự nhiên là từ bỏ thọ hành, quý vị chơi quý vị thêm cái dấu phẩy ở giữa, từ bỏ thọ phẩy hành, thành ra là quý vị bị rối. Trong khi đó thọ hành nó là một chữ chứ nó không phải là hai chữ để mà mình có thể tách ra. Cái Pali á, nó là Ayu Sankhara. Ayu Sankhara thì Ayu là tuổi thọ, còn Sankhara đó, mình hay dịch là hành, nhưng mà nó còn có một cái ý nghĩa nữa, đó chính là điều kiện. Ayu Sankhara có nghĩa là điều kiện cho tuổi thọ. Tức là lúc bây giờ Đức Thế Tôn Ngài từ bỏ cái điều kiện để sống tiếp. Đơn giản vậy. Thì Ayu Sankhara, thì cái Ayu là tuổi thọ, thì Ngài dùng cái chữ thọ. Còn Sankhara thì xưa giờ mình cứ thấy Sankhara là mình dớt cái hành vô, thành ra mình thành ra cái thọ hành. Chứ ở đây cái thọ không có quy đá na nào ở đây nha. Thọ hành ở đây thì nó là cái điều kiện cho tuổi thọ, đơn giản thế thôi.